Kính thưa đại chúng, ngày qua chúng ta đã học, chúng ta biết rất rõ, xin nhắc lại một phút thôi, là chúng ta đã biết rằng nghiệp dẫn chúng ta vào sanh tử luân hồi, và chính chúng ta cũng là cái ông Thượng Đế tạo ra cái nghiệp và tạo ra cái định mệnh đó, để rồi chúng ta chui vào trong cái định mệnh đấy. Và chúng ta tưởng tượng rằng có một cái thứ gọi là định mệnh, tôi không thoát ra khỏi, và có một cái ông gọi là ông Thượng Đế, ông kiểm soát, cho nên tôi đành phải chịu thế thôi. Thì ngày hôm qua chúng ta đã giải nghi vấn đề đó rồi, và hy vọng rằng cho tới ngày hôm nay quý vị chắc không còn ai nghi ngờ gì về cái vấn đề đấy. Chính quý vị là tạo ra nghiệp, và nghiệp dẫn quý vị vào sanh tử luân hồi, cho nên chính quý vị là ông Thượng Đế, và ông Thượng Đế ấy tạo ra cái định mệnh, tạo ra cái nghiệp, và quý vị hoan hỷ, thích thú và ở trong cái con đường ấy gọi là định mệnh. Chẳng ai bắt quý vị phải lấy vợ lấy chồng, chẳng ai bắt quý vị phải sinh con, nhưng quý vị thỏa thích trong cái sắc thinh hương bị xuất phát, trong cái dục lạc, và vì vô minh trong từ vô tiền kiếp tham ái, cho nên kiếp này tiếp tục vợ vợ, chồng chồng, mẹ mẹ, con, để rồi tiếp tục những cái quỹ đạo mà quý vị đã đi trong quá khứ, trong hiện tại. Và cái quỹ đạo ấy chính quý vị đặt ra, quý vị vẽ ra, cho nên cái định mệnh ấy chính là quý vị làm, quý vị xây cái định mệnh. Rồi quý vị cũng là ông Thượng Đế, vì quý vị tạo ra nghiệp, cho nên quý vị tiếp tục tái sanh trở lại đây. Và Đức Phật đã phủ định sự hiện hữu và sự can thiệp của Thượng Đế. Đức Phật đã nói không có ông Thượng Đế nào can dự trong cái nghiệp của chúng sanh cả. Từ chúng sanh tạo nghiệp và chúng sanh đi theo nghiệp. Cho tới ngày hôm nay thì chúng tôi chỉ nhắc lại sơ sơ vậy thôi. Và bây giờ cái đề tài là mẹ tôi đã chết, bây giờ ở đâu? Làm cái tiền đề để chúng ta bắt đầu bước vào trong thập nhị nhân duyên. Ngày hôm qua chúng ta đã biết là cái nơi đến là do chúng ta, sanh tử luân hồi cũng do chúng ta. Chữ tử này đó, lúc sống người ta không có lo, ta lo nhà, lo vợ, lo chồng, lo công danh, lo sự nghiệp, lo ganh ghét, lo hơn, lo thua, lo thương, lo ghét, nhưng mà ta không sợ chết. Quý vị nói quý vị sợ chết chứ quý vị không có sợ chết đâu. Nếu quý vị thật sự sợ chết như lời Đức Phật dạy, thì giờ này quý vị xuống tóc đi tu theo Phật hết rồi. Tại vì biết rằng khi chết, mình sẽ đi một mình trong đêm tối, và không đi với ai cả, và đi theo nghiệp của mình, thì chắc chắn quý vị không có xây dựng thêm những tội ác, thêm những nghiệp trước, thêm những oan trái, từ nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân, nơi ý. Dứt khoát quý vị không có sợ chết. Nếu quý vị sợ chết, ngày hôm nay quý vị đã bố thí, cúng dường, rồi tu hành, tinh tấn, xả bỏ tham sân si, ai mắng chửi cũng không phiền giận. Bây giờ thử hỏi coi ở trong đạo tràng này, ngồi lâu một chút xíu là thấy mặt nó nhanh rồi, làm sao mà không có tâm sân? Mẹ còn có tâm sân thì bốn đường ác đạo lọt vào đấy: ngạ quỷ, súc sanh, Atula, địa ngục. Phật dạy rất rõ, hễ còn tâm sân thì bốn đường ác đạo còn mở: địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sanh, không chạy đâu khỏi. Thế mà ngồi ở trong chùa, tức là một nơi rất là thanh tịnh, quyết tâm tu học, nhưng mà quyết nửa chừng thôi, còn một nửa thì để ở bên ngoài. Cho nên ngồi, nhưng mà vẫn có lúc nhớ tới chồng, không biết ai nấu cơm cho ông ăn, nhớ tới con, không biết ai chăm sóc cho, và nhớ tới cái nhà của mình, cũng không biết là rồi á, mình để đồ đạc trong nhà nhiều quá, lúc này ăn trộm nó nhiều, nó vào nó khiêng đồ đi thì sao? Tử là mất mạng mà không sợ, mất nhà thì lo, mất chồng
mất con, mất tài sản thì lo, mà mất mạng không bao giờ lo. Và cái mạng này nếu mất rồi, đi linh đinh ở trong cõi diêm phù, đi một mình, đi trong đêm tối, đi không có đường lối, và cũng không biết đi đâu, và cũng không biết tiếp sau, sau khi tử xong nó sinh ra cái gì. Nó sinh ra cái con thú bốn chân, con thú hai chân, hay là phước mỏng nghiệp dày. Rất nhiều quý vị nói với sư, con phước mỏng nghiệp dày, con tu không nổi. Phật nói có cái phước gì mỏng, có cái nghiệp gì dày mà tới mức tu không nổi. Ngày hôm qua sư đã hỏi quý vị rồi, ở trong đạo tràng này có ai giết người chưa? Chưa phải không? Thế thì quý vị còn có phước lớn. Đệ tử của Đức Thế Tôn ngài Angulima giết 999 người, mà đi theo Đức Phật chỉ có một kiếp thôi, giải quyết hết, không còn tái sanh nữa, tức là không còn quay trở lại để mà trả cái món nợ ân oán giang hồ nữa. Thế thì quý vị là cái người chưa hề giết người, là quý vị còn thanh tịnh giỏi hơn ngài Angulima nhiều. Hà cớ gì mà tu không được? Hà cớ gì mà không thể đi theo Phật nổi? Giết 999 người mà còn đi theo Phật, còn chứng A-la-hán. Quý vị biết chứng A-la-hán là gì không? Tức là không còn tái sanh nữa, chấm dứt kiếp này là hết, đi theo Phật luôn, không còn tái sanh nữa. Người ta giết 999 người còn đi theo Phật, nghe lời Phật dạy, tu học tinh tấn, trong một kiếp chứng A-la-hán. Quý vị có ai giết người đâu? Hà cớ gì không tu nổi? Tại vì ông Angulima ông sợ cái tử, rồi cái sanh. Ai sanh thì cũng tử. Có ai sanh rồi mà không chết đâu? Ai sanh rồi cũng chết. Nhưng mà trong lúc chết, người ta tạo nhà, tạo của, tạo tiền, tạo danh, tạo vợ, tạo chồng, bao nhiêu thứ lũng cà lũng củng. Rồi người ta nghĩ rằng mấy cái thứ này là có thật, và khi chết nó vẫn còn sờ sờ đấy, nó chẳng mất đâu. Nếu mình có chết sớm, tuổi năm nay chừng 30, ông chồng mới có 40, nếu mà chết sớm, nhà nè để lại cho ông, của để lại cho ông, rồi tiền để lại cho ổng, kể cả cái giường ngủ của mình cũng để lại cho ổng. Rồi quý vị biết ổng làm gì không? Ổng đem cái bà khác về nằm trên cái giường mình đang nằm, lấy một cái bà khác nhiều khi đẹp chưa chắc bằng mình, nhưng mà nằm trên cái giường của mình, ôm chồng mình, ngủ với chồng mình, dùng tiền của mình xài, ở trong nhà mình. Như vậy, kính thưa chư vị, như vậy chúng ta đang làm cái gì đấy? Có phải chúng ta thiếu trí tuệ hay không? Có chắc chắn rằng đêm nay quý vị còn sống không? Mà nếu đêm nay quý vị không còn sống, ông thần chết cũng lại rủ đi chơi, thì ông xã còn trẻ, năm nay ông mới có 40, ông làm sao chịu nổi? Cho nên ông sẽ tiếp tục lấy một bà khác. Lúc mình còn sống sờ sờ đây, ông đã đi karaoke, bia ôm, rồi á, gái gũng, rồi bồ nhí, thì hà huống gì cái lúc mình chết. Mình chết rồi, mình đi xuống đây rồi, hay là mình đi lên, chưa biết. Thì ông đã kiếm bà khác vào, thụ hưởng cái nhà, cái của, cái xe, cái giường của mình nằm. Hồi xưa giờ mình nằm trên giường với chồng mình, bây giờ có cái bà khác vào, nó nằm đó, bà ôm chồng mình. Như vậy trong cuộc sống của chúng ta, từ sanh sang tử, chúng ta tạo mãi, hy sinh hết cả cuộc đời để làm những cái việc gọi là tào lao, vu vơ, thiếu trí tuệ. Tại vì khi chết chẳng mang theo được, nhưng mà thủ đắc giữ, cố bằng mọi cách lường gạt, nói láo, gian lận, để cho có nhiều của cải, có nhiều tài sản, để rồi cuối cùng khi ra đi để lại cho người khác xài. Mà càng tạo nghiệp bao nhiêu thì đừng có tham với sư, con phước mỏng nghiệp dày,
nghiệp tự mình tạo. Trong đời sống hàng ngày, lường gạt, dối trá, tham nhũng, hối lộ, làm đủ mọi thứ để cho có tiền. Mà khi chết rồi, hoặc chồng, hoặc vợ, nếu nó còn trẻ, đương nhiên là chuyện đó sẽ xảy ra. Nhà mình sẽ có người khác ở, xe mình có người khác lái, giường mình có người khác ngủ, tài khoản mình có người khác xài. Thế thì chúng ta cứ nói là phước mỏng nghiệp dày tu không được là nghĩa lý như thế nào? Chúng ta đang đùa giỡn với cái chết, cái tử thần. Có nghĩa là quý vị không sợ cái chết, dứt khoát không sợ cái chết. Thế thì mẹ tôi đã chết, trong lúc mẹ tôi sống thì tôi thương mẹ tôi lắm. Mẹ đây nha, cái này vợ chồng thiếu mẹ nữa, phải thêm chữ mẹ đây. Mẹ sinh ra con, không có mẹ sao mình sinh ra, phải không quý vị? Kể cả sư nữa cũng phải có mẹ mới có mặt ở đây. Ai cũng thế, phải có người mẹ. Có người nào sinh ra từ người đàn ông không? Không. Mọi người đều sinh ra từ nơi người đàn bà, tức là mẹ. Người mẹ ấy sinh mình ra. Và thường thường, thường thường thôi, chút khoa học bây giờ thì nó thay đổi rồi. Thường thường người ta nói có thêm ông cha nữa, tác động vào cộng với mẹ, nó mới sinh ra đứa con. Và từ xưa đến nay đều suy nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ khoa học á, người ta có nhiều cái thứ khoa học, chẳng cần sự hiện diện của ông cha nữa. Ta làm ở trong ống nghiệm, rồi người ta lấy cái tế bào da ở con người, người ta đều có thể làm ra những cái con người giống y hệt như nhau, giống như là photocopy, giống y, nó gọi là cloning. Tức là bản sao giống y hệt như bản chính. Muốn một cái con người giống như ông sư, chỉ cần lấy miếng thịt của ông sư đem ra, nó làm, nó chế biến, và sau một thời gian thì nó thành ra một cái ông sư con giống như hệt ông sư này, không cần sự can thiệp của người cha. Cho nên người mẹ là yếu tố chính. Tại vì cho tới giờ này, dẫu là khoa học có giỏi đi cách mấy, cũng phải cần cái tử cung người mẹ. Khi cái tế bào nó được sinh trưởng tới 64, nó phân ra 64, tức là nó phân ra các cái chức năng: tim, gan, ruột, mắt, não. Mỗi một tế bào nó sẽ từ từ nó phân tích riêng ra, nó không có còn dính líu tới nhau nữa. Thì ngay lập tức phải bỏ vào trong tử cung của một người đàn bà, bất cứ người đàn bà nào, để nương vào đấy lấy cái máu huyết, lấy cái sự sống, để nó sinh trưởng trở thành ra một cái thai nhi. Không thể nào có một đứa nhỏ ở trong cái ống nghiệm mà nó nhảy ra được. Cho tới giờ này khoa học chưa làm được việc đấy. Nó chỉ có thể bỏ vào trong ống nghiệm, nó không cần cha, nhưng mà nó lấy cái trứng của mẹ, rồi nó bỏ vào trong ống nghiệm và nó nuôi dưỡng cho tới khi 64. Tức là phân ra mỗi một tế bào có một chức năng riêng. Có một tế bào đặc trách làm ra cái não, thì nó chỉ có sản xuất ra cái não mà thôi. Thế thì bây giờ nói tới mẹ mà sinh ra chúng ta, thì nói theo thuật ngữ nhà Phật, đây gọi là ái. Người mẹ nào cũng có ái hết á, mềm mỏng, thương yêu, hy sinh. Đấy. Và vì tham ái cho nên tiếp tục sinh. Sinh ra rồi thì trong cái quá trình sống của chúng ta tạo mãi, người mẹ vẫn còn sống. Bây giờ câu hỏi là mẹ tôi chết bây giờ ở đâu? Mẹ tôi chết bây giờ ở đâu? Có nhiều vị lại hỏi sư. Hôm qua kia cũng có mấy người lại hỏi sư ơi, con nhớ mẹ con, bây giờ con muốn sư cúng dường, cúng cái cầu siêu cho mẹ con siêu. Cúng cầu siêu
cho mẹ con siêu. Con không có được yên tâm, tại mẹ con lúc còn sống rất khổ với chồng con, tạo mái của cải, làm đủ mọi chuyện lươn lẹo, bất chánh, bất thiện, nuôi con ăn lớn, nuôi con lớn ăn học, tạo ra rất nhiều nghiệp. Bây giờ con lớn rồi, mẹ chết rồi, con sợ mẹ con đi địa ngục, cho nên sư hoan hỷ giúp dùm con cầu siêu. Cầu siêu dùm cho mẹ con để mẹ con được siêu thoát. Bây giờ trở thành ra nhà sư, trở thành ra thêm một cái chức năng nữa là đi cầu siêu. Giống như là một cái thùng rác, mà khi quý vị có cái miếng rác, quý vị không biết vứt đâu thì vứt đỡ vào chỗ đấy. Ông sư là một cái thùng rác, chẳng có gì khác hết. Buồn, vui, thương, ghét, nhớ, hận, thù, cái gì cũng đem lại nói cho ông sư nghe. Thì có khác gì là ông sư là cái thùng rác mà quý vị cần cái chỗ để quý vị vứt vào. Đức Phật dạy rất rõ, người chết đi theo nghiệp. Khi đã chết, cái thức tái sanh lập tức nó chiếm hữu. Thở hơi thở cuối cùng, thức tái sanh sẽ chiếm hữu và dẫn chúng sanh đi trong ba cõi sáu đường. Không có ai làm cái chuyện đó được hết. Không có ông Thượng Đế nào mà dẫn quý vị đi xuống địa ngục, mà cũng không có ông Thượng Đế nào mà dẫn quý vị lên Niết Bàn, cũng không có vị Phật nào mà kéo quý vị từ dưới địa ngục lên Niết Bàn. Một buổi, Ngài A Nan tới hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, người chết đi từ đâu? Ngài A Nan là bậc thánh, Ngài hỏi câu đó không phải là Ngài không biết đâu, mà Ngài hỏi là hỏi cho chúng ta đó, hỏi để chúng ta hiểu, để chúng ta tu. Ngài hỏi Bạch Đức Thế Tôn, người chết đi về đâu? Cầu siêu có siêu không? Đây là Phật dạy nha, chứ không phải sư nói. Phật nói như thế này: Này A Nan, giả dụ như có một cục đá rớt xuống dưới giếng, chư thánh tăng, tức là các vị chứng dòng thánh rồi, đứng chung quanh miệng giếng cầu nguyện, cục đá có trồi lên không? Chư thánh tăng đứng chung quanh miệng giếng cầu nguyện, cục đá có nổi lên không? Ngài A Nan bạch Đức Thế Tôn, chuyện ấy không bao giờ có. Dứt khoát, trả lời dứt khoát, chuyện đó không bao giờ có. Đức Thế Tôn mới nói như thế này: Cũng như thế, chúng sanh đi theo nghiệp. Nếu nghiệp bất thiện thì nó phải rớt xuống địa ngục. Nghiệp bất thiện tức là nghiệp không thanh tịnh, nghiệp ác nó rớt xuống địa ngục. Mà nếu nghiệp thiện nó phải sanh thiên. Cục đá rớt xuống dưới giếng không thể nào trồi lên được. Không phải là nó mướn mấy ông sư hay là mấy ông thánh tăng thì chẳng bao giờ các ngài làm chuyện đó đâu. Nhiều khi mấy ông sư bị nể Phật tử, nó kêu nó khóc hoài thì cũng ráng ra. Nó nói nó có nghe đâu, nói tôi cầu không có được đâu. Chúng sanh đi theo nghiệp, Phật dạy rõ ràng. Ông sư lúc còn sống bảo bà cụ đó, bà tới chùa bà tu đi. Bà cụ nói không, nói tới đi sư cho ăn, không, tới đi sư giảng cho nghe, không, cái gì cũng không hết. Bà ghét ông sư, ghét kinh khủng, thì hỏi tới cái lúc mà bà chết rồi, con cái nói sư ơi là cúng dường cho mẹ con. Bà thấy cái mặt bà chạy mất tiêu rồi, làm gì mà bà còn đứng đó bà nghe, để mà bà tục, mình tục cho bà để bà siêu. Như vậy quý vị đang làm cái trò gì đây? Tự mình hiểu nha. Người mà có thể cầu cho bố mẹ được siêu chính là quý vị. Đức Phật đã dạy rất rõ, chỉ có con cái vì mối tương quan nhiều đời nhiều kiếp
kiếp này nó là vợ là chồng, kiếp sau là mẹ là con, vì nó có thương nhớ, nó có tham ái, cho nên chính nó cầu mới được. Thế thì làm sao quý vị cầu? Xin nhắc nhở quý vị ngày hôm nay rồi, khi quý vị ngồi thiền, vừa mới xả thiền, thân khẩu ý hoàn toàn thanh tịnh. Quý vị biết quý vị ngồi thiền đây là quý vị giữ bao nhiêu giới và còn làm được bao nhiêu điều trong chánh niệm không? Quý vị ngồi đây năm giới hoàn toàn nhé, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu say sưa, kể cả trong ý cũng không có nghĩ nữa. Có khi nào quý vị ngồi đây mà nghĩ tới ông xã đang ôm mình không? Chắc chắn là không phải không? Sợ muốn chết, lại Phật từ bi, con tới đây với Phật chứ con đâu có dám nghĩ ông xã nữa. Tức là quý vị hoàn toàn được thanh tịnh. Và khi thanh tịnh như vậy, Đức Phật có dạy ở trong kinh, có một vị tu tập thanh tịnh như vậy, chư thiên và ma vương, ma quỷ vào thời Đức Phật, khi Đức Phật thuyết pháp, tới nghe Đức Phật giảng, chứng đắc rất là vui. Cho nên phát nguyện, kể từ nay trở về sau, bất cứ chỗ nào có người tu tập thanh tịnh, chúng con đều đến hộ trì. Kể cả ma cũng phải đến hộ trì nữa, tại vì đã hứa với Phật rồi. Cho nên khi quý vị ở đây, quý vị tu tập thanh tịnh, giữ được thân khẩu ý hoàn toàn thanh tịnh, phước lớn vô cùng, chư thiên tới cúng dường, rồi ma cũng tới cúng dường nữa. Mà ngay lúc đó, nếu quý vị vừa mới xả thiền xong, lập tức hồi hướng lạy Đức Phật từ bi, con nay trong 50 phút con hoàn toàn giữ thân khẩu ý thanh tịnh, con biết sợ sanh tử, nay con giữ được thân khẩu ý thanh tịnh tu tập theo giáo pháp của Đức Từ Phụ. Nay nếu có chút công đức nào trong lúc chúng con tu tập với tất cả sự thanh tịnh ấy, xin hồi hướng cho cha con ông Nguyễn Văn A, cho mẹ con bà Nguyễn Thị B đã chết như thế, thì là lập tức những người đó được hưởng cái phước báo vô cùng lớn quý vị. Nói xin lỗi chứ quý vị ngồi ở đây một tiếng đồng hồ mà giữ được sự thanh tịnh, rồi quý vị hồi hướng cúng dường cho cha mẹ, có tương đương với một năm quý vị đi bố thí, quý vị chở gạo, mỗi ngày chở một tấn gạo đem đi cho người nghèo tàn tật, không bằng quý vị ngồi một tiếng đồng hồ ở đây thanh tịnh mà hồi hướng cho bố mẹ. Và chỉ có quý vị mới làm việc đó được thôi, không có ông sư nào làm được đâu. Tại vì ông sư này mời bà cụ lại, bà cụ còn không nghe mà. Bây giờ tới lúc bà chết rồi, bà có biết ông sư là ai đâu. Nghe nói tới ông sư mà cái đầu trọc là bà chạy mất tiêu rồi. Lúc sống bà đã không ưa, làm sao lúc chết mà bà ưa được? Thế bà ưa ai? Ưa con bà, ưa chồng bà, ưa cháu bà, chứ ưa ai? Vào thời Đức Thế Tôn, sư Tịnh Phản có kể cho quý vị nghe một vài câu chuyện cho nó bớt căng thẳng quá không? Nghe giáo pháp ngoài nó cũng chán. Chuyện là Đức Thế Tôn và ngài A Nan. Ngài A Nan bạch Đức Thế Tôn, có cái bà già giữa chợ khó chịu lắm, mà bà đó là thân nhân của ngài cấp cô độc, xin Đức Thế Tôn từ bi ra độ dùm cho bà, nói cho bà nghe để bà tu. Đức Thế Tôn ngài quán chiếu liền ngay lập tức. Ngài nói: "Này A Nan, ta với bà già ấy không có duyên, không có duyên. Đạo Phật không có duyên, không độ được nhau. Quý vị có duyên với sư nhiều kiếp rồi, cùng học chung một trường, rồi bây giờ gặp nhau là nhớ là tiền kiếp, cho nên á, quý vị mới tới tu. Rồi sư nói thì quý vị không nghe nhiều, không nghe được tí, trăm phần nghe một phần, còn hơn là không nghe. Nhưng mà hồi xưa đã kiếp trước đã có gặp nhau rồi, cho nên kiếp này nó vẫn còn cái duyên đó, cho nên mới tu tập được. Tại sao những người khác họ không đến, hoặc là họ đến là họ chạy mất tiêu? Tại vì nó không có duyên. Thế thì Đức Phật mới nói với ngài A Nan: "Này A Nan, ta và bà già ấy không có duyên, cho nên ta không độ được." Quý vị nghe kỹ, không duyên không độ được. Ngài A Nan nói bạch Đức Thế Tôn: "Ngài nói gì lạ vậy? Ngài là bậc đại trí đại giác, toàn năng, muốn làm gì cũng được, thần thông bay lên trời xuống đất, xuống địa ngục đều được hết.
hà cớ gì có cái bà già đó mà không độ được. Đức Phật nói thôi được rồi, cãi mất công. Đức Phật không thích ưa cãi. Quý vị ở đây nhiều khi còn cãi cọ chứ Đức Phật không có cãi. Đức Phật làm thôi. Ngài đi ra giữa chợ, Ngài gặp bà già đó. Vừa mới nhìn thấy bà già quay bên trái, thị hiện qua bên trái. Bà già quay bên phải, thị hiện qua bên phải. Bà già cúi đầu xuống. Đức Phật thị hiện đi ở dưới lòng đất đó, đi dưới địa ngục. Và ma vương đều quỳ lại Đức Thế Tôn. Bà già ngẩng đầu lên. Đức Phật thị hiện đang đi ở trên cung trời. Chư tiên, thiên nữ đều cung kính cúng dường, rải hoa trời. Bà già, cuối cùng bà già làm gì quý vị biết không? Nhắm mắt lại, không thèm dòm luôn. Quay bên trái không được, quay bên phải không được, cúi xuống không được, ngẩng đầu lên không được. Cúi xuống thì cho thấy địa ngục, cho biết quả báo. Ngẩng mặt lên để cho thấy phước báo. Bà già nhắm mắt lại luôn, không thèm dòm. Cho nên không phải Đức Phật việc gì cũng làm được đâu. Quý vị đừng tưởng rằng Đức Phật lạy Phật từ bi, mẹ con Nguyễn Thị An chết ngày 5 tháng 5, năm nay con nhờ Phật cho mẹ con được siêu thoát, đem mâm cỗ lên cho nhiều, rồi mấy ông sư ăn, hay là mấy cái chú tiểu ăn, chứ Phật nào mà ăn. Rồi Phật làm được không? Đấy, bài học mới rồi nói cho quý vị biết. Phật không độ bà già còn sống ở giữa chợ, thì hà huống gì là cái người chết đi theo nghiệp, nghiệp ác rớt xuống địa ngục, Phật nào mà lôi ở dưới đem đi lên. Cho nên những cái hiện tượng là nó có vị nào đó thần thông phá địa ngục, lôi bố tôi lên để cho tôi cúng, cúng xong rồi á trả ông trở lại xuống địa ngục để cho ông tiếp tục ở dưới. Chuyện gì lạ vậy quý vị? Tự mình dối gạt mình phải không? Ngày rằm tháng 7, rồi ngày này ngày kia, nó con đi cúng, ngày này ngày kia, đặt tên là ông thần A, hay là ông Bồ Tát B. Các vị này có thần thông đem mở cửa địa ngục, lôi bố con lên để trên bàn thờ đấy, con cúng cho ăn một bữa, xong rồi á, ông lại tiếp tục đi xuống dưới địa ngục. Quý vị nghĩ quý vị đang làm gì vậy? Đấy, bữa nay sư nói rõ giáo lý chân thật của đạo Phật để quý vị hiểu. Giả dụ như có một ông thần A, một Bồ Tát B mà mở cửa địa ngục được, đem ông cụ hay bà thân sinh của quý vị để lên bàn thờ đấy để cho ăn, mà nếu quý vị đang cúng, hoặc là ông sư, kể cả sư Minh Tâm nữa, đang cúng tóc tóc bèn bèn nhất tâm triệu thỉnh bà Nguyễn Thị về đây cơm canh mà thọ hưởng, mà tự nhiên thấy cơm nó vơi, canh nó vơi, ông sư chạy luôn chứ đừng có nói là quý vị. Cơm mà nó vơi, canh vơi là bỏ chạy. Cúng mà nó vơi thiệt thì bỏ chạy chứ làm sao đứng đó. Thế thì chúng ta làm gì đây? Tự dối gạt mình, tự dối gạt người, rồi dối gạt Phật luôn. Như vậy tu kiểu nào? Chứng cái gì? Tu cái gì thì chứng cái đó nha. Thế rồi Ngài A Nan mới hỏi Đức Thế Tôn, Ngài không độ được thì thôi đi về, hai thầy trò dắt nhau đi về. Độ không được, bà già còn sống đó mà còn độ không được. Mà oai nghi của Đức Phật, ma quỷ cũng phải cúng dường, chư thiên cũng phải cúng dường, hà huống gì có cái bà già sống đó. Mà nói xin lỗi quý vị, dùng cái danh từ bình dân ở trong miền Nam đó, là bà già bà trợ. Mà đâu có cần, bất cần. Phật thì Phật, tôi là tôi không quan tâm. Cho nên quý vị gặp những người mẹ, mà quý vị có những bà mẹ mà gọi là bà già bà trần đó, bây giờ con cúng cầu siêu á, bà cũng không có siêu đâu, tại bà không nghe kinh bao giờ, tới chùa bà không nghe. Thế làm gì có cái chuyện mà tới lúc đó là mình cầu siêu đồ sớ. Chúng ta tự dối gạt nhau, tự dối gạt chính mình. Thế rồi cuối cùng có một cái nhân viên
Tự nhiên có ngày La Hầu La ra gặp bà già đó giữa chợ. Mà La Hầu La lúc bây giờ còn nhỏ, mới có 7-8 tuổi à, lúc gia nhập tăng đoàn mới có 7 tuổi. La Hầu La ra nắm áo bà, kéo, con nít mà, nắm áo bà kéo chơi, rồi nó giỡn với bà. Bà lại thích. Rồi La Hầu La nó đi theo tôi, đi vô tăng đoàn gặp Đức Phật. Bà nghe lời bà đi vô, bà tu. Nghe A Nan mới nói, ủa sao Phật mà nói bà già đó không nghe, mà cái chú Sa Di này mới có 7 tuổi, chú bé này nói bà lại nghe. Đức Phật nói chuyện nhỏ, nhà ngươi không thấy được tiền kiếp. Tiền kiếp ngài La Hầu La và cái bà già đó là mẹ con, và vì là mẹ con cho nên cái ái nó còn, cái điện ái á, nó vô lượng kiếp chứ không phải một kiếp đâu, nó cứ theo nhau hoài, vợ vợ chồng chồng mẹ mẹ con nó theo hoài. Cho nên á, vừa mới gặp ngài La Hầu La, lập tức bà già có cái ái nhớ từ tiền kiếp đã là mẹ con. Kiếp này chú nói cứ nghe lời đi liền. Con nó nói mà không nghe, phải không quý vị? Nghe chứ sao nghe, mừng quá mà. Đó, tự nhiên cái tâm ái nó sanh ra và đi theo bà già đó, đi gặp Đức Phật. Trong khi Đức Phật đích thân tới thì lại không nghe. Thế thì cầu siêu, mẹ tôi đã chết mà muốn cầu siêu thì ai làm cho siêu? Quý vị, không ai hết. Nếu quý vị tu tập, chính quý vị có phước đức, phước báo, công đức, thanh tịnh. Nếu quý vị chứng đắc giống như là Đức Phật, sau khi ngài chứng đắc, ngài đi lên cung trời đao lời giảng pháp cho mẫu thân, và mẫu thân chứng đắc chứng quả vô sanh. Chính ngài sau khi chứng đắc, ngài đi lên cung trời đao lời giảng cho mẹ, và mẹ nghe xong, chư thiên nghe xong đều được chứng đắc. Thế thì muốn siêu, muốn cho mẹ mình siêu, cho bố mình siêu, thì trước hết quý vị phải tu, không ai giúp được đâu. Quý vị có lại mong cầu sư Minh Tâm giúp cho sư á. Có nhiều vị nói, sư ơi con biết sư ở gần Phật, sư làm ơn nói Phật tín, con nói không có linh. Nói thiệt chứ quý vị, sư nói thì sư cũng ráng nói, nhưng mà Phật có nghe đâu. Nè, Phật ngồi trên nó, Phật có gật gù bao giờ đâu. Sư tâu hoài à, ngày nào cũng tâu, nhưng mà Phật lặng thinh, Phật không trả lời. Rồi sư chẳng biết là Phật có nghe sư nói hay là khấn nguyện gì không, sư chịu thua. Nhưng mà khấn thì cứ khấn thôi. Cái việc khấn là nó phải khấn, còn cái việc Phật có nghe không là việc của Phật. Hai cái việc nó khác nhau. Cho nên nói trở lại, người có thể giúp cho người thân của quý vị được siêu thoát chính là quý vị. Quý vị phải tu, và khi quý vị chứng đắc thì quý vị hồi hướng hoặc là hướng dẫn cho thân bằng quyến thuộc của mình cùng tu. Đức Phật sau khi ngài chứng đắc, anh em dòng họ tất cả đều tu và đều được chứng, cha cũng chứng, rồi bạn bè anh chị em ai cũng chứng hết. Thế thì quý vị muốn cho lợi lạc quần sinh, lợi lạc thân bằng quyến thuộc, lợi lạc cho bản thân, thì quý vị phải tự tu, không ai làm cái việc đó ngoài quý vị. Nào, bây giờ chúng ta đã biết là không ai cầu siêu được ngoại trừ quý vị nhé. Cho nên á, mai mốt đừng có là đem cơm canh nhờ sư cúng dùng cho thân bằng quyến thuộc. Cúng thì cô sư cũng phải cúng thôi, quý vị á, không cúng quý vị giận là quý vị bị đọa thêm tội nghiệp quý vị, cho nên sư phải cúng. Nhưng mà sư nói trước, không có chắc ăn đâu nhé, không chắc ăn chút nào hết á. Chính quý vị tu tập, trong cái giờ quý vị tu vừa mới xả thiền, đừng để hơn 5 phút, lập tức hồi hướng thì người thân được hưởng. Trong 5 phút vừa mới xả thiền, đừng có lo bóp chân làm gì, cái chân trước sau gì nó cũng hết tê à. Đừng có lăng xăng với cái chân, mà ngay cái lúc vừa mới xả thiền, tập trung vào lạy Phật từ bi, tất cả những công đức con tu tập trong 45 phút với thân thủy thanh tịnh. Nay xin hồi hướng cho bố con Nguyễn Văn A, mẹ con Nguyễn Thị B, thì những người đó ngay lập tức được. Còn quý vị lo lăng xăng, bóp tay, bóp chân cho nó hết ngứa, cho nó hết đau, thì tới lúc đó nó hết hiệu lực rồi, cái thuốc nó hết hiệu lực rồi. Đừng sợ là nó đau hoài,
sư chưa thấy cái bao giờ mà tê chân nó tê hoài, nó tê chút xíu à, rồi nó cũng hết. Cho nên hoan hỷ vì lợi lạc cho cha mẹ, cho thân bằng quyến thuộc đã mất, chúng ta hồi hướng. Và trong cái lúc chúng ta ngồi thiền, nên giữ thân khẩu ý thanh tịnh, chớ còn phiền não, chớ còn sân si. Nếu nó đau quá thì từ từ đứng dậy, đi ra ngoài kinh hành, rồi quay trở lại ngồi. Đừng để cho tâm sân nó nổi lên. Nếu tâm sân nổi lên thì chẳng có một chút công đức nào hết, chỉ có thấy tâm sân à. Nếu có hồi hướng thì cha mẹ cũng nhận được toàn là lửa nóng, tức là lửa sân. Cho nên chúng ta cố gắng trong lúc tu tập làm sao giữ cho thân khẩu ý hoàn toàn thanh tịnh thì mới có hồi hướng được. Phước báu có thì mới hồi hướng. Nào bây giờ quý vị biết rõ rồi, tức là cầu siêu cầu không được. Thế thì bây giờ mẹ tôi chết bây giờ ở đâu? Phật nói rất rõ, có ba chỗ. Có ba chỗ. Sau khi chết có ba chỗ người mẹ sẽ đi. Thứ nhất, nếu người thân nhân của mình tu tập nghiêm túc mà phước nhiều, chắc chắn sanh thiên, sanh thiên, sanh vào cõi trời. Thứ nhì, nếu tạo các nghiệp bất thiện, luôn luôn ác, rớt xuống địa ngục. Và nếu như chúng ta đó, tức là giống như quý vị và sư đó, tức là có một chút xíu thiện mà có một chút xíu bất thiện, lúc nào nó cũng kèm nhau đi. Pháp bất thiện đó không có nghĩa là giết chóc, mà pháp bất thiện đó là tham sân si. Ai nói cái gì không vừa ý, nổi sân, đó là pháp bất thiện. Và chúng ta trong cuộc sống đều có những cái thứ đó, tức là có một chút thiện, có một chút bất thiện. Thế thì cái nhóm đó là cái nhóm này nè, nhóm đó là nhóm chúng ta nè. Nhóm này Đức Thế Tôn nói là nhóm ngạ quỷ, tức là những người sống mà không đủ phước sanh thiên, không đủ tội ác để rớt xuống địa ngục thì sẽ sanh vào cõi ngạ quỷ. Cõi ngạ quỷ đó là cái những cái oan hồn chết, những cái linh hồn chết hay những cái hồn chết mà nó chưa tin rằng nó chết, nó tin rằng nó vẫn còn, nó không biết là nó chết, nó vẫn tin nó còn sống. Cho nên trong những mối quan hệ nhà cửa, vợ chồng, cha mẹ, anh chị em, nó đều vẫn tin là nó còn. Và vì nó tin như thế cho nên nhà của nó, giường của nó, mà nếu ông xã ông đem cái bà nào về, lập tức nó hất cái bà kia xuống liền. Giường của tao, mày đừng có lộn xộn. Có nhiều người bị rồi, tới gặp sư hỏi sư nó có gì đâu. Tại vì đơn giản nó chưa lên chưa xuống thì nó đi lang thang, mà nó chưa biết nó chết. Và trong cuộc sống hàng ngày, đi đâu hai người cũng nắm tay nhau như đĩa, như sam nữa, nó không có rời. Cho nên lúc chết nó vẫn cuốn quýt. Rồi ổng đem cái bà khác về, đêm đến nó về nó thấy nó hất bả rớt xuống dưới giường. Người ta có thể nói ngủ mê, nhưng mà làm gì ngủ mê mà 5 ngày đều dính 5 ngày, 5 ngày rớt dưới giường hết 5 lần. Nó ghen, tại vì nó nghĩ là chồng của tôi, nhà của tôi, giường của tôi và những cái của tôi ấy dính mắt cho tới khi nó chết luôn. Nó vẫn cái thần thức của nó, khi nó chết nó không biết nó chết. Cho nên cái tử này rất quan trọng quý vị. Tới bây giờ quý vị thở hơi ra cuối cùng, cái gì sẽ dẫn quý vị đi? Cái gì mà quý vị ghét nhất, hoặc là cái gì mà quý vị thương nhất? Hai cái đó, hoặc là ghét nhất, hoặc là thương nhất. Trong cái đám rối nùi á, đám lung tung xà bành á, nó sẽ có một cái, mà cái đó hoặc là ghét nhất, hoặc là thương nhất. Cái đó nó trồi lên và nó dẫn quý vị đi. Trong thuật ngữ nhà Phật gọi là cận tử nghiệp.
cận tử nghiệp là cái động lực mạnh nhất, cái lúc mà thở hơi cuối cùng để ra đi khỏi cõi này. Vì cận tử nghiệp sẽ dẫn quý vị đi. Bây giờ hỏi chứ cận tử nghiệp là cái gì? Có phải ông Thượng Đế ông đưa cho mình hay là ở đâu đưa không? Ngày hôm qua chúng ta đã học về cái nghiệp rồi, chúng ta biết chính ta làm chẳng ai cả. Hằng ngày nhớ nhớ thương thương, ghét ghét, thì cuối cùng khi chết nó là một loài năng lượng và nó tích lũy, nó bùng lên và nó đẩy chúng ta đi tái sinh. Cận tử nghiệp do mình tạo chẳng có ở đâu hết, và nó sẽ dẫn mình tại nó quá sức mạnh mà lúc bấy giờ chúng ta là không có trí tuệ. Hằng ngày nó có tu cho nên tới lúc chết trí tuệ không có, mà trí tuệ không có thì đi theo nghiệp. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Thế Tôn mới dạy chúng sinh đi theo nghiệp, mà nghiệp dẫn chúng sinh vào sanh tử luân hồi. Nhưng mà vào sanh tử luân hồi rồi chúng sinh lại tạo nghiệp, chúng sinh tạo nghiệp để cái nghiệp đó lại tiếp tục dẫn chúng sinh đi. Như vậy ai là Thượng Đế, ai là định mệnh? Chúng ta là Thượng Đế, và định mệnh từ chúng ta làm ra, để rồi chúng ta sanh tử luân hồi trong cái cõi đó mà không thoát được. Thế thì bây giờ mẹ tôi ở đâu? Cầu siêu cũng được, nhưng mà cũng thắc mắc chứ. Có ba cõi, cõi thiên, cõi địa ngục và cõi ngạ quỷ. Những người thân thường thường nằm trong số này, cho nên nhà chùa thỉnh thoảng một tuần đều có cúng cầu siêu. Phải để ở bên ngoài á, chứ không dám để trong, tại vì trong này á không có ngạ quỷ nào dám vào hết. Có long thần hợp pháp của chư thiên, cho nên phải để ngoài cửa xa xa đó, rồi cúng, rồi nói: này các quan hồn ngu vừa vừa thôi, các ngươi chết rồi đến đây mà ăn, ăn rồi tỉnh giấc rồi đi luôn đi, đừng có ở đây đợi người ta cúng. Đại khái như vậy, nhắc nhở cho nó biết lúc sống nhà ngươi thông minh, mà lúc này chết rồi sao ngu dữ vậy, cứ đi vòng vòng chờ coi vợ mình nó có đi chùa không, con mình nó có đi chùa không, nhìn nó cho đỡ nhớ. Chính vì cái nhớ nó là cái ái mà nó cột chặt, cho nên tưởng rằng ta chưa chết, mà tưởng rằng ta chưa chết thì tiếp tục đi lãng đãng ở trong cái cõi gọi là cõi ngạ quỷ. Cho nên khi cúng chỉ có cái giới, những cái người ở trong cái cảnh giới này mới hưởng được thôi, không có cảnh giới nào hưởng được. Nếu cha mình làm phước nhiều, tu tập giỏi, ông sanh thiên rồi, bây giờ bảo ông xuống dưới này ăn cơm, ông ăn không? Cõi chư thiên cơm ở trên nó ngon quá mà. Quý vị tụng kinh A Di Đà, quý vị biết rồi, muốn loại cơm gì cũng có, thơm tho, làm gì có như ở đây. Đây có cần đậu hũ với rau không mà ăn chán chết, ăn gì nổi, muốn không rồi. Ở trên á, muốn hoa thơm cỏ là ngọc thạch thứ gì cũng có, chỉ cần nghĩ là có rồi. Trong kinh Di Đà nói rất rõ mà, người muốn tắm, muốn nước tới chân thì có tới chân, muốn tới lưng thì tới lưng, muốn ấm thì ấm, muốn lạnh thì lạnh, muốn tưởng là có đâu. Còn ở đây á, nhiều lúc á, ở trong phòng tắm của xưa á, nước lạnh muốn chết, sáng ra cái thói quen về tắm sáng nó mới sảng khoái, máu huyết nó mới chạy đều, mà nước nó nóng lạnh, nó lạnh run luôn hai cái hàm răng, nó cập 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 cập. Cái đó là địa ngục hay là niết bàn? Đừng nói địa ngục cái niết bàn nha, chỉ có sư mới biết thôi, chứ quý vị sao biết được, quý vị đâu có rớt được trong cảnh giới đó. Cũng như ngạ quỷ, nói rằng nó đói khát, chưa chắc, chỉ có nó mới biết cảnh giới đó thôi. Chỉ có nó mới biết cảnh giới đó thôi. Ai hoan hỷ trong cảnh giới đó thì cần phải biết. Năm ngoái sư đi ăn cư ở bên Miết, lúc 5-6 giờ chiều sau khi hành thiền xong, sư đi về, đi ngang con đường thấy có một cái xác chết của một con mèo,
mà một đám dòi nó đang bu xung quanh, nó rỉa, nó ăn. Sư thấy tội nghiệp, sư mới lấy cái lá nhẹ nhẹ mềm thôi, khều mấy con dòi ra. Dương tính là đem cái xác con mèo ấy đi chôn, vì thấy nó tội nghiệp, nó phơi ra đó rồi con dòi ăn. Thấy tội nghiệp quá, nó khều mấy con dòi ra để đem cái xác con mèo đi chôn. Nhưng khều con dòi nào ra rồi, để nó ra bên ngoài, để trên cái lá mỏng cho nó tốt, êm, còn nó lại tiếp tục bò xác chết. Kêu nó ra, nó bò trở lại cái xác chết. Rồi cái sư trực nhớ tới ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Thế Tôn với ông trưởng lão bảo các con ơi, ra khỏi nhà lửa đi, chẳng có đứa nào ra hết. Tại sao? Tại vì nó đang thỏa thích ở trong cái cảnh giới của nó, cũng như con dòi nó đang thỏa thích trong cảnh giới là ăn cái xác con mèo, chỗ đó là chỗ đồ ngon của nó, đồ ăn của nó. Bây giờ sư khèo nó ra, nó oán sư chứ. Tự mình phải nghĩ chứ. Tức là những chúng sanh đang ở trong cảnh giới đó, nó có chồng, có vợ, bảo nó thôi đi tu theo Phật đi, nó oán làm sư chứ. Cái người đó nghe hoài, nó oán ít ít, vợ nó nghe, nó oán nhiều hơn. Tôi đang yêu chồng tôi, tự nhiên chồng tôi cũng đi theo Phật, làm tôi mất người chồng, nó oán nhiều hơn chứ. Cảnh giới của con dòi và con sắt con mèo là như thế. Chúng ta cũng sống y như thế thôi, ăn ngủ như là con dòi, dùng cái con mèo ở trong cảnh giới đấy, thỏa thích trong cảnh giới đấy, bỏ không được. Mà nếu bỏ không được thì tiếp tục luyến ái nhà cửa quan hệ, để rồi sinh là ngạ quỷ, sinh ở trong cõi ngạ quỷ, lãng đãng lang thang chờ nhà chùa cúng. Nhà chùa đó đâu phải ngày nào cũng cúng đâu, nhà chùa cũng lệ thuộc nơi tín chủ. Tín chủ lâu lâu á nhớ tới ngày rằm, ngày mùng một, ngày sám hối thì mới đem lại vài ba miếng bánh để cúng, thì nhà chùa mới cúng. Chứ bây giờ tín chủ không tới, nhà chùa có cái gì để cúng? Cho nên cũng đành chịu thôi. Ngạ quỷ đứng ngoài cửa nó chờ, nó cũng đói mèo à. Tại vì á, một tháng chỉ có 2 ngày để sám hối, 2 ngày để cúng, còn lại bao nhiêu đó thì nó đói. Mẹ nó đói thì sao quý vị? Quý vị đói thì quý vị sao? Buồn, sân, văn, bực bội. Ngạ quỷ nó cũng thế, đói nó bực bội, cho nên nó đi kiếm người này, nó xô người kia, chọc gẹt người này, cho người quấn người kia, gây lộn trong cái cộng đồng. Đơn giản vậy thôi, rất đơn giản. Trong gia đình mà quý vị thấy lúc nào có chuyện xào xáo là quý vị biết rồi, có một cái con ngạ quỷ nào đây, nó đói, nó không tha, nó quậy cho người này người kia quấn nhau. Quý vị cứ nhìn đi trong gia đình mình thôi, trong thân thuộc chứ không có đi ra ngoài đâu. Có một người nào đó đã chết mà họ chờ mình ngoài, họ cứ tưởng họ còn sống mà mình không cho họ ăn là họ quấy nhiễu mình. Cũng đơn giản thôi, quý vị cũng phải cần bày lễ mỗi buổi, thí dụ nhớ tới cha mẹ để thêm cái chén cơm kế bên đó, chút xíu cơm mời cha về dùng cơm đủ rồi. Người cha và người con đều có cái ái, cho nên khi người con nhớ lập tức người cha được hưởng cái đó. Nếu ông còn ở trong cõi ngạ quỷ thì ông tới liền, nhưng mà nếu ông rớt xuống địa ngục thua, nếu ông lên chư thiên đừng mong ông xuống. Chỉ có ông đang ở trong cõi ngạ quỷ đó, thì mình tưởng là ông cũng tới liền và mẹ tới liền đấy, để một cái chén cơm, để một vài chút xíu cơm ông bố mẹ về dùng cơm của con đủ rồi, cái tâm thành đó là cúng. Đừng đợi tới cái ngày giỗ mới cúng. Bây giờ quý vị thử tưởng tượng coi, 365 ngày mà chỉ có một ngày giỗ à, còn 364 ngày là đói. Quý vị đói mấy ngày thì quý vị phát khùng, mà bỏ ông già bà già mình á, đói 364 ngày rồi nói là con có hiếu. Ô Phật, chuyện gì lạ vậy? Sư mới nghe là trên trần gian á, 364 ngày bỏ ông thân bà thân của mình đói, rồi tới ngày giỗ bày ra lung tung,
Mình nói bố ơi ăn đi. Thế rồi á, nó thấy ngon quá, thưởng thức cái hương vị ngày giỗ. Rồi 364 ngày nó cũng còn nữa không? Nhớ hoài cái hương vị đó. Nhớ cái gì? Nhớ sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Nó nhớ cái hương đó thôi, có gì đâu. Rõ ràng chưa quý vị? Cho nên thà thôi đừng cúng dỗ. Cúng dỗ gọi cho người ta thèm, rồi 364 ngày bỏ đói. Đừng có trách là trong nhà tại sao xào xáo, trong nhà buồn phiền. Bỏ đói thì nó khùng thôi, có 3 ngày chịu gì nổi được 364 ngày. Rồi nói bố ơi con có hiếu lắm, chúng ta làm gì đây? Chúng ta từng dối gạt nhau à? Rõ chưa quý vị? Cho nên những cái lúc quý vị ngồi thiền với tất cả tâm thanh tịnh, phước lớn vô cùng. Mà ngay cái lúc vừa mới xả thiền, lập tức quý vị hồi hướng. Bằng cả ngàn lần quý vị cũng như thế này. Thức tỉnh ông cụ bà cụ, giải thoát ông cụ bà cụ nhờ cái năng lực đó ngộ ra được cái lẽ vô cùng, cái lẽ tự sinh như này. Bỏ đi luôn, quan hỷ bỏ đi. Thì mà là cầu siêu, cầu siêu thật sự.